Rồi xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay 9 tây tháng 8 nha anh em. Hôm nay hàng bên em mới về ha, mới về 500 cây anh em ơi. Mới về 500 cây. Mitsu TL33, Magu 26. Đủ thứ các loại nha anh em. Hitachi Rubincock. Mitsu TL33. Rồi hàng bên em mới về nha anh em. Nói ra em nói ra em rồi hàng mới về anh em, hôm nay về được 500 cây ha. Rồi không còn lối đi luôn anh em ơi, lộn xộn hết rồi. Rồi anh em nào có đặt hàng gì thì cứ liên hệ cho em ha. Rồi mấy con này thì có khách chốt rồi nha anh em, hàng này về thì lúc nào khách cũng đã chốt rồi nha anh em. TL 43 33. Rồi hàng này thì đã có khách chốt rồi nha anh em. Còn cái này thì mới về. Còn mấy cái dòng máy này thì lúc nào cũng hot hết hết á. Mấy cái dòng TL 33 TL 43, Tanaka 2 trống. Mitsu TL nha anh em. Cơ Mitsu. Mitsu TL 20. Cơ Mitsu Echo 209 TL TB Magu Echo 240 Magu 20. Rồi Magu 20 thì hôm nay siêu đẹp luôn nha anh em. Lô Magu này thì em mới về nhưng mà có khách chốt luôn rồi nha anh em. Magu 26 tôm gời Kawasaki TG anh em ơi, lộn chứ không phải TZ nha. Mitsu TB. Rồi trong này thì em có một số máy ba lô luôn nha anh em. Ba lô có một con màu xanh nhìn nha anh em, Honda. Còn đó em thấy cái màu sao giống Trung Quốc quá anh em ơi. Shindewa. Cơ Mitsu, con này cơ Mitsu 23, con này quá đẹp anh em ơi. Con này quá đẹp luôn. Cơ Mitsu 23. G3K luôn nha anh em. G3K ba lô. Trong này thì có con Mitsu 200. Rồi về được hôm nay về được 500 cây nha anh em. Rồi anh em nào có đặt hàng thì cứ liên hệ bên em ha. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em. Cơm vàng hạt nếp. Cơm vàng hạt nếp này làm như Nhật quên xài anh em ơi. Bô đồ còn trắng tinh luôn nè. Cơm ơi quên rồi. Ai mua bán luôn. Thằng này ai mua em bán luôn nha anh em. Mấy thằng này nè, mấy thằng lính triều đình. Hai triệu tư. Thằng này bán 500 ngàn hả. Anh em nào chốt thì chốt luôn nha. Về xây giặt đồ đó. Về xây giặt đồ. Rồi làm ra đi. Bon đi. Xin đi qua S26. Echo 260. Rồi xin chào tất cả anh em á, hẹn anh em tối nay nha anh em. Hẹn anh em tối nay ha, tầm khoảng 7 rưỡi 8 giờ tối ha. Sắp lô này đang hết nè, để chồng lên nó đi mới làm. Rồi xin chào tất cả anh em. Để